Sau đây, em xin giới thiệu với các anh bộ nhu điện cho wifi và camera khi mất điện. Thì bình thường là cái camera mình sẽ cắm trực tiếp từ nguồn điện qua adapter, adapter sẽ vào camera và khi mất điện thì hoặc là trường hợp khẩn cấp thì mình sẽ không có điện để mà sử dụng. Thì mình sẽ mua thêm một cái bộ nhu điện này, em đang bán, và bên trong bộ nhu điện đã có một dây cáp hai đầu đực 5.5 × 2.1, các anh chỉ cần ghim vào cái đầu cổng out này. Đầu còn lại mình sẽ ghim vào, cắm vào camera của wifi và mình sẽ bật công tắc này. Khi có đèn báo xanh này thì camera sẽ không có điện. Báo điện, camera báo điện thái. Còn khi để mình để như này thì nó sẽ camera quay pin này nó xả hết điện. Thì mình phải cái adapter và đi kèm theo camera và wifi đấy mình sẽ cắm vào đầu pin. Đấy, nó sẽ như này. Và mình sẽ quên nó đi thôi, không cần phải nhớ nữa. Vì khi mà trong đây nó có động tự động cái mạch sạc và xả. Đầy điện thì ngắt không cho sạc nữa và sẽ bảo vệ pin. Và chạy liên tục thông 24/24. Nó có hai nó ra hai đường, một đường vào pin để sạc cho pin và một đường ra nữa là để cho camera hoạt động bình thường. Đấy.